Mà hôm bắt mấy con đà điểu nuôi tốt không? Có, bây giờ cũng phát đã phát triển, nuôi cũng dễ, Nuôi dễ à? thấy nó cũng vâng nuôi cũng dễ, trở nên Đang nuôi ở trên vùng dân tộc à? vâng đang ở chỗ dân tộc. Chỗ nào? Nói chung là chịu ăn. Địa chỉ ở chỗ nào? Bắc Sơn. Bắc Sơn, Lạng Sơn à? Nhất tiến Bắc Sơn, Lạng Sơn. À, thế hôm hôm nay lên nhà bắt xong thì là nhảy xe xuống Hà Nội là đi thẳng. Vâng, xuống Hà Nội, xuống bến xe, bắt xe về. À, vâng, đà điểu phát triển tốt không anh? Nó vẫn bây giờ nó ăn uống không được hơn hơn hôm trước vậy á. À, nó hai con thì nó hơi 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 trống vắng, nhưng mà thôi kệ nó, bắt đầu sang tuần này nó ấm rồi, bắt đầu nó ăn được thì nó mới lớn Và mới hôm trước lẻ quá nó rách ăn rồi được. ấy. Bây giờ thì nó ăn hơn rồi, bây giờ nó ăn được, mỗi hôm ăn được một êm rồi. Thì nó mới về thì nó ngơ ngác thế, nhưng xong nó đói thì nó phải ăn gì. Nó còn loại gà nó hay ốm không anh? Không, nó chả ôm đâu, nói chung là cứ đừng để nó tai nạn là được. Em vẫn đang nói chuyện bình thường mà em mặt về gần đây mặc lông của nó gần đây đấy. À, hôm ấy nó hơi hơi chọi lông tí, nhưng bây giờ nó mọc kín rồi đúng không? Vâng, nó nhưng mà nhốt vào cái thùng bé nó hơi bé về nó chợt đến lưng. Nhưng mà tóm lại bây giờ là cảm thấy ok rồi đúng không? Ok đấy. Xem ai mua giới thiệu sau nhá. Vẫn tốt à, 24 con này vẫn sống 24 con. À, 24 con, giống 24 con, thế có nhu có nhã, nghĩa là bây giờ nó lớn lắm rồi đúng không? Bây giờ khả năng to lắm rồi. Không, giờ vẫn cũng bình thường, to hơn tí. Thế là cảm thấy nuôi nó cũng dễ thôi gì đúng không? Vâng, thì em thấy nuôi nó cũng dễ. Em hôm đấy 24 con là mang về đâu nuôi nhỉ? À, hôm đấy bắt cả chuột đấy à? Bắt cả chuột đúng không? Vâng, bắt cả chuột đấy, hôm ấy bảy, hôm ấy bắt cả con À, chuột đấy. hai ông đi 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 Nhật Bản hay đi Hàn Quốc gì về rồi? Ok ok, Đâu đi, đi Đài à, Đài Loan. Loan. Con to được 4 cân rồi. Ừ, nghĩa là lấy lần một thì là bây giờ được 4 cân rồi, lần hai thì quả tần là nó hơi lụ hơn, nhưng mà thôi, bắt đầu từ mai là nó ấm áp rồi thì em mua cái thuốc bổ với lại cái canxi nước, cái loại 1 cân đấy em hòa vào cho uống, 1 tuần sau là ok luôn đấy, bắt đầu nó mới ngấm được nhé. Cái loại canxi ngoại Mua cái ấy canxi nước ấy, cái canxi mà 1 cân nó 270.000 của canxi đấy, gọi là canxi ngoài đấy, canxi nước, nên thì mình mua cái thuốc ấy á, cái thuốc bổ của thằng Bayer, cái thằng thuốc tiêm, thuốc nước bổ ấy, tiêm 2 ngày thì tiêm cho nó một một cc vào phần sau gáy dưới da ấy, là nó hồi dần. vâng, hôm trước anh lên clip YouTube kia có thuốc gì Đấy đấy đấy, cái anh lên đấy, nó là cái thuốc bổ tiêm đấy. anh Còn em xác định nuôi 6 con đấy, em mua hẳn một cái chai canxi nước. Thế là ngày nào cũng pha vào nước uống cho nó để cho nó có những cái tốt. Để rồi, thế nào? Hôm về anh bắt chọn 15 con đà điểu đấy, bây giờ phát triển thế nào rồi? giờ cũng thấy lớn lớn rồi anh ạ. Có đẹp không? Giờ thì vừa cũng lên đều nhau rồi, sáng nay em phải đi mua cái dạng như một cân chi nó thôi. Có nghĩa là sáng nay mua bột canxi nó, xem video của anh xong mua gì? Vâng. Nhưng mà Không như cần. là ý là từ hôm mua là phát triển tốt gì? Thì nó vẫn bình thường tốt anh ạ. Có nghĩa là anh hỏi là có vấn đề gì trục trặc không hiểu gì kết nối Zalo hoặc là ấy, anh hỗ trợ thôi. Vâng. Thế bây giờ Thì là đang nuôi ở chỗ nào? Đang nuôi ở chỗ nào? đã đang mua ở trong vườn trong nhà thôi. Vườn như địa chỉ ở đâu ấy? Địa chỉ đây ở trong 6 liên kết xã đoàn kết huyện Ân Thủy đây, Hòa Bình đây. Các cơ sở ngoài đông hả? Và em rủ mấy em nữa, đang có gì mai em điện anh. Nại nhận ở bến xe Lương Tài Bắc Linh nhỉ? Đúng rồi. Hôm trước 8 con đấy là một nhà nuôi hay mấy nhà nuôi? Tám con đấy là 2 nhà nuôi. Có phần trắng, nhưng mà em có Zalo không? Em thử quay cho anh cái khuôn viên em nuôi như nào, em anh xem nào. Em kết nối Zalo em phải quay để có điều chỉnh gì thì anh còn còn bảo, thế bọn em không không gọi điện không ấy, nhiều khi vẫn mang về Thanh Thủy Phú Thọ gì nuôi đúng không gì nữa, Vâng, Vĩnh Phúc ạ. ở Vĩnh Phúc. Anh hỏi thăm nuôi có vấn đề gì không, anh hỗ trợ nuôi tốt gì. Vâng, không có vấn đề gì, tại vì bố em ở trên nhà, em ở dưới thành phố, em không có về nhà, nhưng mà không có vấn
chứ đâu, tại vì em vừa về hôm trước không không thấy có gì. À, về trước thấy khỏe mạnh, ăn uống tốt. Vâng ạ. Bảo ai đó đang nuôi đấy có Zalo giao tiếp của anh ấy thì thỉnh thoảng quay video cho anh xem anh có cái gì lệch lạc anh tư vấn anh sát sao hơn nhé. À, trước bao giờ ở Thái Nguyên lấy 10 con đà điểu đúng không? Đúng rồi, Nuôi tốt không anh? nói chung là vẫn ăn uống bình thường À, vẫn đang uống bình thường à? rồi. Đúng rồi, bắt Nuôi tốt. hôm trước bắt 10 con, hôm sau lại bắt 6 con đấy, thằng một thằng cùng xóm đấy. À, nhớ nhớ rồi, nghĩa là trước bắt 10 con bắt 6 con, thế là đều phát triển tốt gì? Rồi về cái À, thằng sáu về con về về chỗ đấy là về về đâu nhỉ? Về về chỗ nào Thái Nguyên nhỉ? sông Công. À, Sông Công. Thì mình ở Linh Bình mà lấy mấy con đà điểu Tân Tân Bình. Mình hỏi thăm Dạ xem đúng là rồi có ạ, dạ đúng rồi ạ. mình hỏi thăm xem là nó có nuôi được không? Có phát triển tốt không? Dạ có ạ. À. Cháu gửi cho chú số của mẹ cháu nhé. Mẹ cháu đang nuôi nó, đang đang chăm nó cho cháu cũng không biết lắm vì cháu đang ở Hà Nội ạ. À, Cháu rồi. liên lạc với mẹ cháu nhé, để cháu gửi số cho ạ. Rồi rồi, ok. Rồi rồi, bảo mẹ thỉnh thoảng kết nối Zalo trước thì mình nắm bắt được cái hình ảnh, mình chuyển giao cái hướng dẫn thêm kỹ thuật các thứ nhá. Vâng. À, tình hình hỏi thăm 5 con đà điểu hôm trước là em để cho em bán cho phát triển tốt không? Vẫn bình thường mà. À, vẫn bình thường à? Và đang ra làm chuồng thì mình làm chuồng bên kia đang ngủ. Rồi rồi, sang tuần này nó nắng ấm lên bắt đầu nó mới phát triển ác cái này. Nó đang Có nhu cầu lấy thêm nữa không anh? thì cứ xong đưa lại xem thế nào anh. Nghe Vâng. bảo mấy thằng các bạn là hôm nào lên xem. Đây là cái lứa 2 đến 3 cân các bạn nhé. 2 đến 3 cân. Các bác mà mua con giống đà điểu liên hệ là 033 530 5982. Đây là kênh của đồng chí Thao, kênh chim cú gáy các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Lông nó nhỏ. Máng.